Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ Gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Và hôm nay là buổi sáng ngày 21 tháng 1 năm 2021, năm Tân Sửu, tức là ngày mùng 9 tháng Chạp năm Canh Tý. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thần Anh đang có mặt tại tiệm tạp hóa của gia đình anh Nhiệm. Anh ở thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nơi đây chỉ cách đảo Cò đẹp nhất Hưng Yên chỉ có 1 cây số thôi. Hôm nay chúng tôi đã có mặt từ sớm tại phòng thờ Tư Gia để bàn giao cho gia đình. Đó là một bộ hoành phi câu đối và một chữ phúc cộng với một chiếc cấp để bộ đỉnh đồng ngũ sự, cũng được mua tại làng nghề Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định. Và bây giờ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành sẽ hướng dẫn quý khách có thể treo được các cái bộ hoành phi câu đối được đúng chuẩn kích thước và dễ dàng hiệu quả nhất. Đầu tiên thì các bạn đo cái không gian để chúng ta treo cái bức hoành phi và bộ câu đối. Thì như không gian của nhà anh Niệm thì chúng tôi sẽ tính theo cái từ bức cửa vào tới cái cột tường bên trong. Và sau đó thì chúng tôi sẽ chia tim giữa của bức hoành phi dài 1m97, chiều rộng 67 và cân theo cái không gian phòng thờ của nhà anh thì chúng ta sẽ được cái tim ở giữa. Chúng tôi sẽ bắt 4 chiếc bu lông 10, 2 chiếc bên trên và 2 chiếc bên dưới. 2 chiếc bên dưới để làm giá đỡ và 2 chiếc bên trên đó là để treo nghiêng. Thường thì chúng ta treo nghiêng từ 25 tới 30 độ. Và trong các video clip trước thì tôi đã giới thiệu. Hôm nay tôi tiếp tục làm video clip này chia sẻ tới tất cả quý khách hàng. Có khách hàng sẽ bỏ các video clip trước mà không xem được thì quý khách có thể xem qua video này để treo được các cái bộ hoành phi câu đối chúng ta mua sắm được dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Và điều đầu tiên là chúng ta sẽ treo bức hoành phi trước. Bức hoành phi của cơ sở làm kích thước chuẩn phong thủy đó là dài 1m97 và chiều rộng là 67 cm. Trên mình các bạn đang xem đây. Bức hoành phi được làm từ chất liệu gỗ vụ Lào 100%, đục tay thủ công kênh bông sắc nét. Thì bên cạnh mẫu hoành phi này, cơ sở đang còn rất nhiều các cái bộ hoành phi cũng là lồng cuốn thư nhưng mà lại sang một chủng loại gỗ và cũng như là mẫu khác, để cho quý khách có thể tham khảo lựa chọn các cái mẫu hoành phi câu đối để treo vào phòng thờ gia tiên. Và khi chúng ta đặt được lên 2 cái giá đỡ thì bắt đầu chúng ta sẽ siết các cái dây inox đằng sau mà chúng tôi đã thiết kế ở hai đầu bức hoành phi, có các cái bu lông nhỏ để chúng ta có thể quặc dây qua để thiết chặt vào. Và cái độ nghiêng thì tùy theo gia đình, từ 25 30 độ và có thể là 45 độ. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh thước thăng bằng để treo tiếp câu đối về phía sau. Và đây là vì ban thờ cao tới 1m2 thì chúng tôi sẽ treo câu đối nó vào bức hoành phi khoảng 10 phân. Lên trên bức hoành phi khoảng 10 phân. Để cho phía dưới sẽ được hiện các cái bản chữ được nhìn từ xa nó rõ hơn. Chúng tôi đều khoan các cái bu lông 10 để cho giữ các cái câu đối cũng như hoành phi được chắc chắn hơn. Và để treo được cân đối thì chúng ta nên treo bức hoành phi trước và từ đó chúng ta sẽ chia ra cái khoảng không gian còn lại, đó là 2 bức câu đối. Câu đối cơ sở làm với kích thước đó là dài 1m97, chiều rộng 28 và chiều dày là 4 phân. Trong video trước tôi đã giới thiệu tại cơ sở khi hoàn thiện xong và cũng như hướng dẫn quy trình thép vàng Đài Loan. Và trên hình các bạn đang xem đây là anh Nhiệm, anh đang dùng các cái nước
tẩy uế để lau hết các cái bụi bẩn nó bám trên các cái bề mặt gỗ. Để tiếp theo đó là sau khi chúng tôi bàn giao xong thì anh sẽ chọn ngày tốt để yên vị. Khi khoan thì có rất nhiều các cái bụi nó bay xuống và nó bám vào trên các bề mặt gỗ. Và khi chúng ta cố định được cái đầu trên của câu đối thì phía dưới quý khách nên bắt thêm một chiếc gá tạm, đó là chiếc chữ hình chữ L, gá vào hai bên hông để cho câu đối không chạy đi chạy lại, giữ nguyên được cái bản thăng bằng. Mà gia đình anh Nhiệm có đặt thêm một chữ phúc vuông 50 cũng được thiếp vàng Đài Loan. Trong video clip trước tôi có giới thiệu đó là chữ phúc hay còn gọi là phước, biểu trưng cho cái sự may mắn, sung sướng, hạnh phúc và những sự tốt lành thì đều gọi là phúc. Và trong kinh thi thì chia ra làm 5 phúc. Một đó là giàu, hai là yên lành, ba là thọ, bốn là có đức tốt và năm đó là vui hết cái tuổi trời. Đó là về ý nghĩa của chữ phúc. Và thì mỗi dịp Tết đến xuân về thì mọi người thường chúc phúc cho nhau, chúc cho nhau phúc lộc đầy nhà. Và điều đầu tiên là phải có phúc. Gia đình treo chữ phúc mong muốn là gặp nhiều cái phúc lành cũng như là phước lành đến với mọi người. Và để sinh nhà lộc và thọ thì đầu tiên chúng ta phải có phúc. Thì gia đình đã chọn treo chữ phúc và cơ sở đã làm chữ phúc vuông 50 cũng được thiếp vàng Đài Loan. Và bên ngoài có các cái hình lá tây bốn xung quanh. Trong video trước tôi đã giới thiệu, quý khách có thể xem thêm. Và cuối video này tôi sẽ ghim các cái link cũng như ở mô tả chi tiết ở các phần mô tả để cho quý khách tiện theo dõi hơn. Toàn bộ sản phẩm mà quý vị đang xem được làm từ chất liệu gỗ gụ Lào, kích thước chuẩn phong thủy và thiếp vàng Đài Loan. Đây cũng là đơn đặt hàng online tới từ gia đình anh Nhiệm, anh thuộc thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, Hưng Yên. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa toàn cảnh cái không gian phòng thờ cũng như là không gian phòng khách của gia đình anh Nhiệm. Anh đã đặt hàng online từ rất lâu, hôm nay chúng tôi đã bàn giao vào đúng cái không gian phòng thờ và trước 9 giờ. Đây là bộ phòng thờ kết hợp giữa đồ gỗ và đồ đồng. Và trên hình các bạn đang xem, đó là gia đình anh Niệm đang vận chuyển dần các cái đồ thờ cúng bằng đồng lên trên bàn thờ và được để trên chiếc cấp rộng 97, sâu 47 và cao 12 phân do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành làm để kê một chiếc đỉnh đồng ở trong cùng. Bên trên là chữ phúc và tiếp theo trên cùng đó là bức hoành phi. Bức hoành phi được chạm ba chữ Đức Lưu Quang, ý nói là tổ tiên của chúng ta mà có đức độ tốt thì sẽ được tỏa sáng và lưu truyền mãi về sau này. Và câu đối vế phải đó là chạm tổ tông công đức thiên niên thịnh, ý nói tổ tiên có công đức thì muôn đời được thịnh vượng. Và câu đối vế trái được chạm đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, ý nói là con cháu mà có thảo có hiếu thì muôn đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cũng như là phúc lộc do các cái cụ tổ tiên đã để lại từ kiếp trước. Đó là toàn bộ ý nghĩa về chữ phúc và bộ hoành phi câu đối. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối, kích thước phòng thờ gia tiên hay là phòng thờ lớn hay là đình chùa miếu mạo cúng tiến thì quý khách liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành sẽ tư vấn và báo giá trực tiếp. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành có nhận trùng tu thiếp vàng cũng như dát vàng 4.9 hay còn gọi là vàng 24K, nhận dát vàng tại gia thì giá thành nó sẽ cao hơn. Và bên cơ sở có cung cấp các cái nguyên liệu thiếp vàng, dát vàng như chổi bút lông hay là các cái lá vàng, quỳ vàng, vàng Ý, vàng Đài Loan, vàng 4.9. Mọi chi tiết thì quý khách xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Zalo 0986 883349 hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Khi quý khách đặt hàng online, quý khách lưu ý đó là nên xem
kỹ các cái mẫu mã mà chúng tôi đưa lên các cái trang YouTube cũng như Facebook, cũng như là thông số kích thước và chủng loại gỗ. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành để xem được các cái video mới nhất cũng như thông báo để quý khách có thể đặt hàng được tiện hơn mà không cần về trực tiếp tại cơ sở.